Em xin chào tất cả mọi người. Em xin chào các bác. Hôm nay em xin gửi tới mọi người hai mẫu giàn lạnh chuyên chế độ cho xe tải, máy xúc, máy công trình, xe đầu kéo. Nói chung là với hai mẫu thiết kế dạng này thì anh em có thể chế được cho rất là nhiều loại, và đặc biệt là máy xúc, máy công trình. Với ưu việt của nó là tất cả nó đã giàn lạnh, quạt gió giàn lạnh nó đã được làm phía bên trong của cái giàn lạnh này. Như cái mẫu em đang giới thiệu với các bác đây là Z4000, thì nó là điều chỉnh bằng cơ, tức là bằng công tắc bình thường, với thiết kế nhỏ gọn. Anh em có thể chế độ ở trên cabin hoặc là trên lóc tùy theo ý thích. Cửa gió thì có thể xoay theo chiều của anh em. Với mẫu Z4 này thì nó có 4 cửa gió. Vì thiết kế khá là bắt mắt, chiều dài của nó tầm 42cm và chiều ngang là 30cm. Đấy, em và các bác sẽ nhìn tổng quan lại một lần. Cái dàn này này thì nó đã va ra van tiết lưu cho mình rồi, và nó có các cái đầu co, anh em rất là dễ sử dụng. Đây là ba cái giắc điện của quạt dàn lạnh, anh em về chỉ việc đấu thôi. Khá là tiện lợi và dễ dàng cho anh em thợ với hai mẫu này. Với mẫu dòng này thì của nó là đơn giản gọn nhẹ dễ sử dụng. Đây là phía mặt sau của mẫu Z400. Tiếp đến là mẫu Z999, điều khiển bằng phím bấm điện tử với 6 cửa gió cũng có thể xoay được. Rất dễ chế độ. 6 cửa gió này nhìn khá là bắt mắt với thiết kế viền ngoài màu vàng. Đây là các cái phím bấm của nó bằng điện tử. Đây, điều chỉnh quạt gió, nhiệt độ, nó có hiển thị hết lên trên. Với những dòng sản phẩm này thì nó thiết kế khá là tiện lợi. Không may nó có trục trặc gì thì rất là dễ tháo lắp. Cái này thì nó dài hơn cái mã Z4000, nó dài 50cm. Bề ngang của nó thì cũng tương đương như nhau, 35cm. Đây, em sẽ cùng các bác để xem chi tiết của nó. Phía bên trong cái mặt lưới này nó là quạt gió giàn lạnh. Tất cả những cái giàn lạnh này thì nó đều ra đời van vuông và đã có co phụ kiện đi kèm, ốc bắt và kể cả băng dính. Đây là cái phím bấm điện tử của cái giàn lạnh này. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Mọi người có nhu cầu cần tư vấn, liên hệ, giải đáp thắc mắc thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333, hỗ trợ tư vấn kiểm tra lắp đặt thay thế tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh, gara ô tô BMT, số liên hệ là 0856727222. Em xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào ạ.